Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Văn Tiến ạ. Em sinh năm 1982. Em quê ở Nam Định. Dạ, em làm ăn sinh sống ở quận 7 đấy vậy. Tiến làm gì Tiến? Em làm bảo vệ ngân hàng quận 7 rồi vậy. À, rồi. Rồi, xin mời phần giới thiệu nhà gái. Em xin chào chương trình, chào chị Ngọc Lan và chào anh Quyền Linh. Em tên là Trần Thị Thanh Trúc, sinh 1985, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là em bán hàng online. Rồi trời, bạn gái bên đây đang bị rung á mọi người ơi, cho chàng pháo tay để cho bạn gái bớt rung nha. Bên kia bán gì vậy? Dạ em bán đồ ăn sáng, đồ ăn giặt ạ. Vậy thì sáng mua ăn sáng xong rồi đi làm bảo vệ á. Cái kinh doanh mặt hàng này á trong cái mùa dịch là rất là hay nha mọi người. À, ăn sáng có gì ngon em? Dạ em bán đồ ăn sáng bún. Gì nữa? Dạ nuôi. Gì nữa? Mì gói xào bò. Gì nữa? Bún bò xào. Gì nữa? Bánh tráng trộn. Trời ơi, ngon lành luôn. Một buổi sáng là mình bán bao nhiêu đó đồ ăn hay dạ, là mình theo menu của mỗi ngày? Dạ, mỗi sáng là bán như vậy. Vậy là phải thức sớm lắm hả? Dạ. Em mấy phần thì ship được em? Dạ, một phần em cũng ship luôn. Trời đất ơi, em bán ở quận mấy? Dạ, em bán ở bên quận 9. Rồi quận 1, anh một tô bún em ship không? Dạ, ship luôn. Trời ơi, căng rồi nha, căng à. Thì đúng rồi, chú trả tiền ship thôi chứ. Trả tiền ship chắc nhiều hơn tôi bún quá. Rồi, mời em trai. Mình hãy cho biết điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của em là cũng chịu khó làm và cũng biết chăm chỉ làm. Vâng, và cũng ngăn ngắt và gọn gàng sạch sẽ ạ. Khuyết điểm của em là ít nói ạ. Ít nói nhỏ nữa. Dạ, rõ. À, bây giờ mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình. À, ưu điểm của em là hả? Vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, chăm sóc gia đình. Còn nhược điểm của em là hả, dễ khóc hay tủi thân, lo lắng. Yên tâm, có bảo vệ lo. Bảo vệ sẽ bảo vệ em. Đúng rồi. Tiến ơi, đường tình duyên của em thế nào Tiến? Em cũng có 2 mối tình ạ. Ngắn nhất là hơn 1 năm ạ. Rồi mối tình dài nhất là bao lâu? 3 năm ạ. Lý do là sao chia tay? Lý do là do cách địa lý ở xa quá, mấy người Bắc ạ. Rồi bây giờ mình nghe tình trường bên mình. Em cũng có 2 mối tình. Một mối tình là em cũng yêu xa Tiền Giang, thì lý do là tại vì ảnh không có thời gian để lên tới lui thăm em. Còn cái mối tình thứ hai là cũng là yêu xa luôn, nhưng mà cũng là hả gặp nhiều trắc trở nên ảnh không có thời gian để gặp gỡ. Ông nào yêu gì đâu mà không có thời gian cũng phải đặt yêu. Yêu mà không có thời gian dành cho ta gì thời gian chứ. Chán ghê vậy đó. Cái mong muốn của em khi mà nếu bây giờ em có một người bạn trai mới là như thế nào? Yêu gần hả? Có bạn trai mới thì là mình phải gặp nhau thường xuyên để trao đổi. Rồi ngoài cái chuyện mà địa lý rồi em còn mong muốn gì nữa? Em mong muốn là có một thời gian nhất định để cho mình tìm hiểu. Nhất định là bao lâu em gái? 2 tuần. 2 tuần một lần hả? Sao ít vậy? Ít quá vậy. Thời gian của em cũng không có được nhiều hả? Đúng rồi. Mấy tuần em qua bên quận 9 được 1 lần? 1 tuần em có thể được qua được 3 lần. Trời ơi ngon, thấy chưa, tuần ta qua 3 lần luôn. Rồi còn mong muốn gì nữa? 1m6. Ngon, hơn 1m6 luôn. Rồi dễ nhìn. Nhìn quá dễ. Chăm sóc gia đình, yêu đây... thương, trẻ con. Nhậu thì em vẫn cho được, nhưng mà hả? Hút thuốc hay không? Tiến có hút thuốc không? Dạ em không ạ. Không. Rồi. Có nhậu không? Dạ em không ạ. Không luôn. Đẹp trai, nhà trai tôi hơi bị sáng sủa. Dạ em. Dạ. Cao em ơi, được. Hơn 1m6 đó. Nhà trai tôi hiền lành, dễ thương, đẹp trai. Em thích ốm hay mập? Dạ vừa thôi chị Lan. Không ốm quá đâu. Đứng với người khác là tôi thấy vừa, chứ đứng với tôi thấy hơi ốm. Tại tôi hơi mập. Chào em bên đây, em nãy giờ em nghe tiêu chí bên kia để em thấy mình đáp ứng được nhiêu? Dạ em đáp ứng 100% ạ. Dạ em đáp ứng 100% ạ. 100% luôn, quá trời quá đất, tự tin nè. Vậy thì bây giờ cái tiêu chí của mình là gì nè? Dạ vâng, bạn gái vừa nãy cũng nói ra rồi, như vậy thì em cũng nhất trí ạ. Thì em cũng nhất trí ạ. Nhưng mà em á, em nhất trí ạ. Em nhất trí ạ. Em á là em muốn bạn gái mẫu hình lý tưởng giống ai? Mẫu hình cũng bình thường đấy ạ. Vậy bình thường thôi. Bình thường hả? Bình thường thôi. Ra hiền. Anh này anh nhát quá. Nhát quá. Chào anh Linh. Xin chào. Chào anh Linh. Chào cô gái.
Em là quê ở đâu? Dạ quê em ở Sài Gòn. Nhà đang giờ em đang ở với ai? Em ở với bố và mẹ. Ờ, nhà mấy anh em? Nhà em có thằng em trai. Em trai? Em trai lấy vợ rồi hả? Dạ rồi. Ra ngoài ở rồi hả? Dạ. Giờ nhà chỉ còn bố mẹ thôi. Dạ. Bố mẹ nhiêu tuổi rồi? Bố mẹ hả? Năm bố thì 60 mấy. Để cha mẹ hưởng thụ được rồi, mình phải lo lại cho cha mẹ ha. Ví dụ giờ nhà trai không có nhà ở Sài Gòn, ở rể được không? Vậy được. Thấy gương mặt này hiền không hả? Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ, em ở một mình ạ. Một mình? Dạ. Ba mẹ đang ở Nam Định luôn? Dạ. Bao lâu về Nam Định lần? Em khoảng 2-3 năm về lần ạ. Ở một mình là em ở nhà thuê hay là nhà của em? Nhà của em ạ. Vậy ngon. À, gì? Nhà của em. À, hết hồn luôn, tự nhiên vỗ một cái tôi hết hồn. Tôi mừng quá. Ai mà có nhà riêng tôi mừng lắm. Bây giờ nó có nhà riêng rồi, bây giờ mình để cái nhà đó, mình cho thuê lấy đúng tiền rồi. Mình về qua nhà vợ ở. Hợp lý không? Tính vậy hợp lý không? Dạ, có hợp lý ạ. Anh đi với ai? Dạ, em đi với ngoại. Xin chào chương trình, chào chú Quỳnh Linh, cô Ngọc Lan. Dạ. Chào hai cháu. Dạ. Ngoại thấy hai đứa đó sao ngoại? Cháu hơi yêu xa rồi, thì đều thất bại rồi. Mà không biết nghe lần này cũng thấy hơi xa xa đó. Người thì ở đây nhưng mà quê thì cũng ở xa xa. Thì cũng mong rằng không có thất bại như lần trước. Ngoại ơi, quê xa là khác. Nhà trai là có nhà ở thành phố rồi. Là không có xa nữa ngoại. Nhà ta ở đây, ta ở đây thôi. Lâu lâu năm về quê lần cũng được. Cũng không biết nói sao. Chỉ có bà ngoại là tuy rằng già lớn tuổi và gần 80 rồi, nhưng mà ủng hộ cháu hết mình trong hay chương trình quá. Này trời ơi, thấy thương chưa? Đấy, thông qua chương trình này để kiến cho cháu một nửa. Dạ. Ngoại có coi bạn muốn hẹn hò không? Dạ có hoài, cho nên mới suối nó đi lên đây. À, ngoại suối hả? Dạ, à. Không dám đi, nó hiền quá. Trời ngoại ơi. Vậy ngoại thấy bạn này sao? Ngoại có phù hợp với cháu ngoại mình không? Thông qua chương trình thì cũng biết qua cháu này. Tính tình thì cũng chưa biết lắm. Thì mong rằng cái thời gian hai cháu sẽ có cái hẹn hò để tìm hiểu nhau. Cảm ơn ngoại nhiều. Thì bà ngoại này cũng sẵn sàng ủng hộ hết. Sao hôm nay ngoại thấy vui không? Dạ. Vui lắm. Số 1. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp nhau đi ạ. Mở rào. Bắt đầu tiến lên. Dạ. Chào chị. Dạ. Chào bác, em có món quà anh tặng em bỏ hoa rồi. Dạ, em cảm ơn anh Tiến. Em cũng có món quà tặng anh Tiến nữa nè. Vâng, cảm ơn em nha. Tiến thấy cô gái lần đầu tiên gặp thấy sao? Lần đầu tiên gặp nhưng mà em thấy cô bạn cũng hiền. Vâng. Em thấy bạn trai cũng hiền. Đẹp trai không? Được không? Dạ được. Dạ, anh có thể cho em phép được tìm hiểu em và được hẹn hò vào ngày thứ bảy chủ nhật gì đó đi em. Dạ được. Nhưng mà em thích đi uống cà phê chứ em? Em cũng thích uống cà phê. Rồi, thích đi coi phim không? Có ạ. À. Em cũng thích đi coi phim. Không có. Đó, hỏi đây nè. Chứ em có thích đi coi xem phim siêu thị ở siêu thị không? Dạ có. Em thì thích đi xem phim, đi dạo phố. Em thích xem phim loại hình gì? À, em xem phim gì vậy? Thích xem phim gì ạ? À? Em thích phim tình cảm. Nhưng mà một tuần em có thể đi qua chỗ anh bên nhà anh được không vậy? Một lần được, một lần thôi. Tại vì em không có biết đi xe. Biết đi xe anh chở, qua anh chở. Ok. Vâng. Em ơi, em làm bảo vệ là mình có biết võ không? Dạ có, em cũng học được mấy năm rồi. Bây giờ mình ra mình biểu diễn vài chiêu để mình thể hiện là mình bảo vệ được cô gái này. Mạnh mẽ lên xíu coi, nãy giờ thấy em hiền quá. Bắt đầu, thử dạy học cái gì đó. Phượng hoàng vỗ cánh hay là ngỗng... Ngỗng gì? Đá, đừng đá người ta nha. Ngon. Quá dữ. Thấy chưa? Cái thần thái khác liền, chúc mừng em. Anh đã nhận em vô làm bảo vệ. Vâng. Họ đi được rồi đó, trời ơi. Không biết ai sao chứ Ngọc Lan mà thấy con trai mà biết đánh võ là Ngọc Lan thích lắm luôn. Thấy được không? Dạ được. Được đúng không? Đó, bây giờ mình bàn tới cái chuyện hôn nhân nè. Lấy nhau xong rồi tiền ai giữ?
Tiền em sẽ là người giữ. Mạnh mẽ. Mình lớn phải rõ ràng vậy. Tiền ai giữ? Tiền em giữ. Chịu không? Chị ạ. Được không? Em nói đi, tiền vợ giữ hay là em giữ? Để cho tôi giữ nè. Rồi, vậy là ngon rồi. Bây giờ tiến tới luôn, nắm tay. Đúng rồi, tỏ tình đi, tỏ tình đi. Nắm hai tay coi, nắm hai tay. Nhìn nhau. Hả? Nghe cảm giác đúng xuống đông rồi. Hả? Xin phép ôm bạn gái coi coi có cảm giác gì không? Xin bà ngoại. Ôm chặt vô coi. Quay mặt phía trước coi. Hỏi ngoại thấy hợp, ngoại thấy hợp không ngoại? Thấy hợp không? Hợp lý luôn. Em biết hát không? Dạ biết ạ. Rồi hai đứa nắm tay nhìn hát tặng bạn trai cái đi. Ở hai đứa nó rung rồi đó. Hát đi, nhìn bạn trai hát đi. Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu không sống bao lâu, sung sướng trong bao lâu chứ không phải là không sống trong bao lâu. Hát gì sẽ tôi chết quá. Kiểm tra cho kỹ xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, phải là người cùng mình đi suốt chặng đường còn lại không. Nếu đúng bấm ngay cái nút đó, nếu không phải không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau.